Chu Hiên Thông hình như là rớt mạng rồi. Dạ kính đảnh lễ sư Chư Tăng, Chư Tôn Đức Tăng nên kính chào đạo tràng. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh con không ạ? À? Cho con xin tín hiệu. À, dạ con cảm ơn, dạ cảm ơn tràng. Dạ sau đây, dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. À. Tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa arahato namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa dhammade sanaya janagatha Brahmacalo kathipati sahambati katanjali antiwarang aya chatha santi tasak tapparacak kajati kadese tu thammang anukambimang bacang sak thamma ferin guinayan chakayan sutan chaban tham apitham Macamang ak ako tayanto catusak cadandang bapo thaneye barisa yamatche Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhóm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân kết tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay mi tiên vấn đáp ạ và con kính thỉnh bàn tay của sư dạ con xin xuống bích tạ kính dâng bích lại cho sư dạ sa thú sa thú Kính lễ đại đức Thanh Tâm, đức Minh Thông cùng đức Pháp Quang cùng chư Tôn Đức xin chào quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học câu hỏi đầu tiên đề cập đến việc thọ nhận cúng dường và không thọ nhận cúng dường của Đức Phật. Tuy nhiên ở trong cái phần bài học bắt đầu bước vào trong phần bài học này á, sư thấy nó là nguyên một cái sự trình bày của ngài Nagasena để giải tỏa bằng nhiều cái hình ảnh ví dụ để giải tỏa làm cho rõ ràng những cái mà Đức Vua ngài nêu lên từ vị giáo chủ ngoại giáo khác. Thiết nghĩ rằng thật ra nó cũng tốn thời gian nếu như mà mình đọc hết cái phần chánh văn nhưng mà nghĩ lại á thì sư vẫn thấy rằng là chúng ta nên đọc hết bởi vì có tốn nhưng mà tốn cũng không có nhiều đâu bởi vì mình đâu phải là mình đâu phải là tập đọc đâu cho nên cái việc đọc của mình đâu phải ê a đâu cho dù nó có vài trang thôi nhưng mà nó có được cái điểm lợi ích đó là thật ra đó, mỗi khi mà chúng ta đọc được những cái cách ví dụ của ngài Nagasena thì mỗi một cái cách nó làm cho mình hiểu rõ thêm về cái ý nghĩa mà ngài trả lời hơn nữa đây cũng là một điều để cho mình luyện tập về cái trí tuệ của bản thân mình bởi vì quý vị nên nhớ một điều như thế này nè
tại sao có những vị á mà bất cứ một cái vấn đề pháp nào họ có thể dùng rất nhiều những cái hình ảnh ví dụ để minh họa cho cái pháp đó. Đó là do họ đã rèn luyện về trí tuệ của họ, và nhất là việc thấu hiểu rõ ràng cái cội nguồn của pháp đó. Cho nên khi mà mình đọc về mỗi cái cách mà ngài Nagarjuna ví dụ, thật ra mình cũng cũng rèn luyện được cái việc học hỏi, nhất là trí tuệ của mình rất là nhiều. Thiết nghĩ như vậy cho nên sư sư quyết định là thôi, chúng ta vẫn vẫn đọc hết đi, nó vẫn hay hơn. Tuy nó có tốn thời gian chút xíu nhưng mà nó có cái lợi ích rất là nhiều nếu như mà mình nhìn ra được những cái điểm đó. Biết đâu sau này á cũng nương vào những cái cách thức này, khi chúng ta gặp những vấn đề mình sẽ biết cách để mà trình bày, làm cho người khác hiểu một cách mau chóng. Đó là cái sự lợi ích của nó. Rồi, như vậy thì bây giờ xin mời cô Nguyên Trang đi đọc hết luôn. Sư đếm là như nó có 6 mặt giấy đó. Sau khi đọc hết rồi thì những điểm nào mà cần làm rõ hơn, sư sẽ trình bày cho quý vị. Thực ra nếu như mà một người có cái sự tập trung để ý á, thì mình đọc phần chánh văn, có những câu mình đọc phần chánh văn vào những cái lối ví dụ trả lời của ngài Nagarjuna thôi, là phần nào mình cũng hiểu được cái ý nghĩa của nó rất nhiều rồi. Chỉ còn sót lại một vài những cái điểm nào đó mà nó chưa được rõ thì sư thấy cái nào cần thiết sư sẽ bổ sung thêm, cho nên cái thời gian nó cũng không có tốn nhiều đâu. Rồi bây giờ thì sư mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bích Tha gia. Dạ con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc phần chánh văn của tiểu bộ kinh Milinda vấn đáp. Một câu hỏi về việc không thọ nhận cúng dường. Khi ấy, Đức Vua Milinda với sự đã được cho phép đã cúi xuống ở hai bàn chân của vị thầy, rồi đã chắp tay lên ở đầu và nói điều này: Thưa ngài Nagasena, các ngoại đạo này nói như vậy, nếu Đức Phật ưng thuận sự cúng dường thì Đức Phật chưa đạt Niết Bàn, còn bị gắn bó với đời, còn ở trong đời, còn chung chạ với đời. Vì thế, hành động hướng thượng được làm đến ngài là vô ích, không có quả báo. Nếu đã đạt Niết Bàn thì ngài không còn gắn bó với đời, đã tách rời khỏi tất cả các hữu, sự cúng dường đến ngài không phát sanh nữa. Người đã đạt Niết Bàn không ưng thuận điều gì, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận và vô ích, không có quả báo. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh. Lãnh vực này không dành cho những kẻ có tâm trí chưa đạt. Lãnh vực này chỉ dành cho những bậc vĩ đại. Xin ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến này. Xin ngài hãy xác định về điều chắc thật. Câu hỏi này được dành cho ngài. Xin ngài hãy ban cho sự nhận thức đến những người con của đấng chiến thắng trong ngài vị lai để phản bác lại các học thuyết khác. Vị trưởng lão đã nói rằng: Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn. Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường ngay tại cội cây Bồ đề. Sự ưng thuận của Đức Như Lai đã được dứt bỏ. Vậy thì còn điều gì nữa đối với vị đã viên tịch Niết Bàn, ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót? Tâu đại vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão tướng quân chánh pháp Sariputtana nói đến. Các bậc tương ưng với đấng vô song, trong khi được cúng dường bởi chư thiên và nhân loại, các vị ấy không ưng thuận sự tôn vinh. Điều ấy là lẽ tự nhiên của chư Phật. 2. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, con nói lời ca ngợi cha, cha nói lời khen ngợi con. Điều này không phải là lý do để phản bác lại các học thuyết khác.
Điều này gọi là lời tuyên bố về niềm tin. Vậy xin Ngài hãy nói rõ ràng cho trẫm lý do về trường hợp ấy nhằm thiết lập học thuyết của mình và nhằm bác bỏ mạng lưới tà kiến. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn và Đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Chư thiên và nhân loại, trong khi thực hiện nền đất cho báo vật xá lợi của Đức Như Lai, dẫu cho Ngài không ưng thuận và trong khi theo đuổi pháp hành đúng đắn đến đề mục là báo vật trí tuệ của Đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu đại vương, giống như khói lửa lớn bốc cháy rồi lụi tàn, tâu đại vương, phải chăng khói lửa ấy cũng ưng thuận về việc bám víu vào cỏ và củi? Thưa ngài, thưa ngài, ngay cả trong khi đang cháy, khói lửa lớn ấy cũng không ưng thuận về việc bám víu vào cỏ và củi. Vậy thì việc gì lại ưng thuận khi đã tàn lụi tàn, được yên lặng không còn tâm thức? Tâu đại vương, phải chăng khi khói lửa lớn ấy đã ngừng nghỉ, được yên lặng thì không còn ngọn lửa ở thế gian? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, củi là nền tảng, là sự bám víu của ngọn lửa. Thưa ngài, bất cứ những người nào có ước muốn về lửa, những người ấy xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân. Do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sinh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa. Tâu đại vương, chính vì điều ấy, lời nói của các ngoại đạo, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận và vô ích, không có quả báo, là sai trái. Tâu đại vương, giống như khói lửa lớn đã bốc cháy, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong 10.000 thế giới. Tâu đại vương, giống như khói lửa lớn bốc cháy rồi lụi tàn, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong 10.000 thế giới, rồi đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như khói lửa lớn đã lụi tàn thì không còn ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi. Tương tự y như thế, sự ưng thuận của đấng phúc lợi thế gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu đại vương, giống như khi khói lửa đã lụi tàn, không còn bám víu, những người xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân, cho việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa. Tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại, sau khi thực hiện nền đất cho báo vật xá lợi của Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn về đề mục và báo vật trí tuệ của Đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Tâu đại vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến ngài là không vô ích, có quả báo. Câu số 3. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Mà với lý do này, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ, tâu đại vương, phải chăng cơn gió đó đã ngừng nghỉ ấy cũng ưng thuận việc sanh lên lần nữa? Thưa ngài, cơn gió đã ngừng nghỉ hẳn không có tư tưởng hoặc tác ý cho việc sanh lên lần nữa. Vì lý do bản chất của gió ấy là không có suy tư. Tâu đại vương, phải chăng khi cơn gió ấy đã ngừng nghỉ thì có đưa đến việc gọi tên là cơn gió không?
Thưa ngài, không có. Cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió. Những người nào bị lực, những người nào bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, những người ấy bằng thể lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt, rồi làm lụi tàn sức nóng, làm đi sự nóng. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, lời nói của các ngoại đạo, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báo là sai trái. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn đã thổi qua, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, im dịu và từ ái ở 10.000 thế giới. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu và từ ái, rồi đã viên tịch Niết Bàn, ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Tâu Đại Vương, giống như cơn gió lớn đã ngừng nghỉ, thì không còn ưng thuận việc sanh lên lần nữa. Tương tự y như thế, sự ưng thuận của đấng phúc lợi thế gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu Đại Vương, giống như những người đã bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại bị hành hạ bởi sức nóng, bởi sự đốt nóng của ba ngọn lửa tham, sân, si. Giống như cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió, tương tự y như thế, xá lợi và báo vật, trí tuệ của Đức Như Lai là điều kiện cho việc đạt được ba sự thành tựu. Giống như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt, rồi làm lụi tàn sức nóng, làm dịu đi sự đốt nóng. Tương tự y như thế, chư thiên và nhân loại sau khi cúng dường xá lợi và báo vật trí tuệ của Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, sau khi làm phát sanh pháp thiện với pháp thiện ấy, làm lụi tàn, làm dịu sức nóng và sự đốt nóng của ba ngọn lửa. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến ngài là không vô ích, có quả báo. 4. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa để phản bác lại các thuyết khác. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông sau khi vỗ vào cái trống thì tạo ra âm thanh. Âm thanh nào của cái trống đã được tạo ra bởi người đàn ông thì âm thanh ấy sẽ biến mất. Tâu Đại Vương, phải chăng âm thanh ấy cũng ưng thuận việc tạo ra lần nữa? Thưa ngài, không đúng. Âm thanh ấy đã biến mất, không có tư tưởng hoặc tác ý của việc sanh lên lần nữa. Khi âm thanh của cái trống đã được tạo ra một lần nữa rồi biến mất, âm thanh của cái trống ấy được chấm dứt. Thưa ngài, tuy nhiên, cái trống là điều kiện cho việc tạo ra âm thanh, và người đàn ông khi có điều kiện vỗ vào cái trống bằng sự nỗ lực của chính mình thì tạo ra âm thanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn sau khi thành lập báo vật xá lợi đã được tu tập hoàn hảo về giới định tuệ, giải thoát trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát, cùng với pháp luật và lời giáo huấn của bậc đạo sư, rồi đã tự mình viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Và không phải khi Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn thì việc đạt được các sự thành tựu là bị gián đoạn. Các chúng sanh bị hành hạ bởi khổ đau ở sự hiện hữu
sau khi sử dụng báo Phật xá lợi, pháp, luật và lời giáo huấn làm điều kiện, rồi có ước muốn về sự thành tựu thì đạt được các sự thành tựu. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô có quả báo. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy, đã giảng thuyết, đã thuyết giảng, đã nói lên, đã phát biểu về điều ấy trong thời vị Lai xa xôi rằng: Này Ananda, nếu các ngươi khởi ý như vậy, có lời dạy của Đấng Đạo Sư trong quá khứ, còn hiện nay, chúng ta không có bậc đạo sư. Này Ananda, này Ananda, điều này không nên được nhận thức như thế. Này Ananda, pháp và luật nào đã được thuyết giảng, đã được quy định bởi ta, pháp và luật ấy sau khi ta tịch diệt là bậc đạo sư của các ngươi. Về lời nói ấy của các ngoại đạo ấy rằng Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không có quả báo, là sai trái, không có sự thật, lìa chân thật, không đúng, là mâu thuẫn, là sai lệch, tạo sự khổ đau, có kết quả khổ đau, dẫn đến địa ngục. 5. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do này, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại Vương, phải chăng đại địa cầu này ưng thuận rằng tất cả hạt giống hãy mọc lên ở nơi ta? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao các hạt giống ấy, trong khi đại địa cầu không ưng thuận, lại mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và cành cây tỏ rộng xung quanh, có mang hoa và quả? Thưa Ngài, mặc dầu không ưng thuận, đại địa cầu vẫn có nền tảng và tạo điều kiện cho sự phát triển của các hột giống ấy. Các hột giống ấy nương vào nền tảng ấy, nhờ vào điều kiện ấy mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và cành cây tỏ rộng xung quanh, có mang hoa và quả. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, các ngoại đạo thường bị hư hỏng, bị thất bại, bị mâu thuẫn ở lời nói của họ nếu họ nói rằng hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báo. Tâu Đại Vương, đại địa cầu như thế nào thì Đức Như Lai, bậc A-La-Hán, Đức Chánh Biết Tri như thế ấy. Tâu Đại Vương, đại địa cầu không ưng thuận bất cứ điều gì như thế nào thì Đức Như Lai không ưng thuận bất cứ điều gì như thế ấy. Tâu Đại Vương, các hột giống ấy nương vào trái đất mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả như thế nào thì chư thiên và nhân loại nương vào xá lợi và báo vật trí tuệ của Như Lai, dẫu cho Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, và cành cây là giới tỏa rộng xung quanh, có mang hoa là sự giải thoát và quả là phẩm vị sa môn như thế ấy. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 6. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do này, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Đại Vương, phải chăng các con lạc đà, các con bò, các con lười, các con dê, các con thú,
các con người này ưng thuận sự hiện diện, sự hiện hữu của các dòng họ dung sáng ở trong bụng. Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao trong khi chúng không ưng thuận mà các con dung sáng ấy lại hiện hữu và vô số con cháu lại đạt được sự phát triển ở trong bụng của chúng? Thưa Ngài, do năng lực của nghiệp ác mà các con dung sáng ấy hiện hữu và vô số con cháu đạt được sự phát triển ở trong bụng của các chúng sanh ấy, mặc dầu chúng không ưng thuận. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do năng lực của xá lợi và báo vật trí tuệ, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai là không vô ích, có quả báo. 7. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do này, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại Vương, phải chăng các con người này ưng thuận rằng 98 loại bệnh này sẽ sanh lên ở thân thể? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì sao các loại bệnh ấy lại giáng xuống thân thể của những người không ưng thuận? Thưa Ngài, do ác hạnh đã làm ở thời quá khứ. Tâu Đại Vương, nếu đều bất thiện đã làm ở thời quá khứ, có thể được cảm thọ ở đây. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, nghiệp thiện hoặc bất thiện đã làm ở thời quá khứ, cũng như đã làm ở đây là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đạt viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 8. Tâu Đại Vương, hơn nữa trước đây, Ngài có nghe rằng Dạ Xoa tên Đanh Cá không thuận vị trưởng lão Sariputta, rồi đã rơi vào trong trái đất. Thưa Ngài, đúng vậy, có được nghe. Điều ấy là rõ rệt nhất thế gian. Tâu Đại Vương, phải chăng trưởng lão Sariputta đã ưng thuận việc nuốt vào của trái đất đối với Dạ Xoa Nanh Đá Cá? Thưa Ngài, ngay cả khi thế gian luôn cả chư thiên đang bị vỡ ra, ngay cả khi mặt trăng và mặt trời đang bị rơi xuống ở mặt đất, ngay cả khi núi chúa Sineru đang bị vỡ tung tóe, trưởng lão Sariputta cũng không ưng thuận việc khổ đau của người khác. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Do nhân nào mà trưởng lão Sariputta có thể nổi giận hoặc sân hận? Nhân ấy đối với trưởng lão Sariputta đã được nhổ bỏ, đã được trừ diệt. Thưa Ngài, do tính chất đã được nhổ bỏ của nhân mà trưởng lão Sariputta không thể nào giận dữ. Giận dữ dầu có liên quan đến việc bị tước đoạt mạng sống. Tâu Đại Vương, nếu trưởng lão Sariputta đã không ưng thuận việc nuốt vào của trái đất đối với Dạ Xoa Nanh Đá Cá, vậy thì tại sao Dạ Xoa Nanh Đá Cá lại rơi vào trong trái đất? Thưa Ngài, do năng lực của nghiệp bất thiện. Tâu Đại Vương, nếu do năng lực của nghiệp bất thiện mà Dạ Xoa Nanh Đá Cá rơi vào trong trái đất, thì sự xúc phạm đã làm đến người dầu là không ưng thuận cũng là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, do năng lực của nghiệp thiện, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại Vương, cũng vì lý do này, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 9. Tâu Đại Vương, vào thời bấy giờ, những người đã rơi vào trong trái đất là bao nhiêu? Ngài có được nghe về trường hợp ấy không?
Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe. Tâu đại vương, vậy xin ngài hãy cho nghe với. Thưa ngài, các thiếu nữ chinh cha. Thưa ngài, là thiếu nữ chinh cha xuất tá quốc thá dòng sắc sắc giá trưởng lão đê quá đắc tá dạ xoa nanh đá cá và chư thiên nanh đá và thanh niên nanh đá. Thưa ngài, điều này chẳng được nghe. Năm người này đã rơi vào trong trái đất. Tâu đại vương, những người ấy đã xúc phạm đến ai? Thưa ngài, đến Đức Thế Tôn và các vị thinh văn. Tâu đại vương, phải chăng Đức Thế Tôn hay các vị thinh văn đã ưng thuận việc hút vào của trái đất đối với những người này? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, chính vì điều ấy, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã phi tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được làm rõ, điều bí mật đã được phơi bày, nút thắt đã được mở ra, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm. Lời nói của ngoại đạo là hư hỏng, quan điểm xấu đã bị đổ vỡ. Các ngoại đạo đã không còn hào quang, ngài đã tiến đến vị thế cao quý nhất trong số các bà thứ nhất. Dạ, kính thưa, dạ con kính thưa sư Huy Niệm, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư để sư có thể giảng dạy và sa thú. Con kính dâng mic lại cho sư ạ. À. Sa thú, thì cảm ơn cô Nguyên Trang rất là nhiều. Đọc hết cái phần chánh văn cũng coi như là mất hết khoảng 25 phút trong cái bài hôm nay, nhưng mà không sao, bởi vì nó cũng có nhiều cái sự lợi ích. Rồi bây giờ thì chúng ta làm lễ tâm bảo. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến để cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh là phương tiện của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, trong cái tiêu đề đầu tiên, ý của Đức Bồ Milinda muốn nói như thế này: suy lặp lại một lần nữa để cho mình hiểu được cái dụng ý của ngoại đạo. Tại sao lại nói như vậy? Và đồng thời khi chúng ta quan sát kỹ cái lời nói cùng với cái lời phân tích giải thích đối chiếu ở phía dưới thì mình sẽ thấy ra được những cái sơ hở trong cái cách lập luận của ngoại đạo. Ở đây sư đổi lại hai cái bế một chút, bởi vì ở trong cái phần chánh văn đó là cái hỏi của Đức Vua nêu lên là nếu Đức Phật ưng thuận sự cúng dường thì như vậy nó hơi có thể làm cho chúng ta bỡ ngỡ. Tuy nhiên nếu mà đảo ngược lên á, thì sẽ sư thấy nó dường như có vẻ là nó dễ hiểu hơn. Ý của câu này là như sau, tức là đối với ngoại đạo á, thì họ nói như thế này: nếu Đức Phật
đã viên tịch niết bàn, đã diệt tận sanh hữu, không có cái sự gắn bó đối với đời sống. Cho nên cái sự khởi ý trong cái việc ưng thuận, chấp nhận, hoan hỷ, cái sự cúng dường nó không hề tồn tại. Chính vì thế mà họ cho rằng bởi không có cái sự ưng thuận, đồng ý đó mà những cái hành động cúng dường, hướng thượng đến cái đối tượng như vậy á thì là vô ích, không có quả báo. À, nó cũng giống như là mình làm đến một chuyện, đến một người mà người ta không có cái sự chấp thuận, không có sự đồng ý. Ý là như vậy. Rồi, và ngược lại, nếu như Đức Phật Ngài là người còn có cái sự ưng thuận đối với cái việc cúng dường, điều đó cho thấy Ngài đến Niết Bàn chưa được giải thoát, vẫn còn gắn bó với đời sống, vẫn còn có cái sự chung chạ đối với đời. Và như vậy những cái hành động cúng dường đến đối tượng đó, nó sẽ ý nói là đối cúng dường đến một người vẫn còn sanh hữu, vẫn còn tham ái, vẫn còn có mặt ở đời như vậy á, vẫn còn ô nhiễm á, thì cũng là vô ích, không có quả báo. Ý của họ là họ nói như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, có ba điểm mà mình cần phải lưu tâm. Điều thứ nhất đó chính là nghiệp lực thiện hay ác, đó là một pháp, nó được hiện diện, nó không có vì cái lý do là có Đức Phật hiện hữu hay là không hiện hữu mà nó mới có mặt. Chúng ta nên nhớ cái điều đó nha. Có nghĩa là nó không có vì cái nguyên nhân là sự có mặt của Đức Thế Tôn ở đời hay không có ở đời mà thiện ác nó không có hiện hữu. Đây là một cái nguyên tắc tự nhiên của định luật về pháp. À, nó có tổng cộng 4 cái quy luật. Thì trong đó có một cái nguyên tắc của nghiệp báo, nó là một trong số những cái quy luật thuộc về pháp. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, tức là Ngài nhìn ra được, Ngài thấy ra được cái nguyên tắc đó, cái nguyên tắc vận hành của nghiệp báo như vậy á, và sau đó Ngài mới trình bày chỉ dẫn lại cho chúng sanh khác để mà sống làm sao cho nó thuận với lại cái nguyên lý của nghiệp báo. Những ai mà cảm thấy muốn đau khổ đó thì cứ việc tạo những cái ác hạnh về thân, về khẩu và về ý thôi. Còn ngược lại, những ai mà muốn an lạc đời này đời sau và thậm chí muốn giải thoát thì phải rèn luyện tu tập những thiện hạnh về thân, khẩu, ý. Đây là cái nguyên lý của nó là như vậy thôi, chứ không phải là dựa vào Đức Phật Ngài có mặt thì cái điều này nó mới hiện hữu ở đời. Rồi Đức Phật Ngài không có thì cái chuyện về nghiệp báo thiện ác nó không có ở đời. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần phải nhớ. Cho nên chính vì thế mà cái chuyện mà y cứ vào điều mà Đức Thế Tôn Ngài ưng thuận hay không ưng thuận á thì nghiệp báo nó mới hình thành á, thì cái này là cái chuyện nó không có căn cứ. Bởi vì mặc dù cho đến cái mức độ là Đức Phật Ngài không có xuất hiện ở trên thế gian này thì nó vẫn có sự hình thành của thiện và ác, chứ không phải là vì Ngài có hay không có mà nó có mặt. Rồi, đây là điều đầu tiên. Chúng ta điểm những cái mấu chốt này thì mình sẽ thấy ra được cái sơ hở của luận thuyết của ngoại đạo thôi. Bởi vì quý vị biết tại sao lại như vậy không? Hồi xưa đó, khi mà Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ xong, Ngài thuyết giảng, Ngài tế độ nhiều người á, thì lúc bây giờ ngoại đạo nó bị mất lợi lộc, những giáo chủ khác bị mất lợi lộc, tín đồ suy giảm, bị mất cái sự cúng dường. Cho nên chính vì thế mà họ dùng đủ mọi cái cách thức
để mà hãm hại, để mà vu khống cũng có. Đức Thế Tôn tuyên tòa đủ theo mọi cái cách thức. Cho nên chính vì thế mà Đức Phật Ngài cũng đã từng có tuyên bố một cái câu là Như Lai không có tranh cãi, Như Lai không có tranh cãi đối với thế gian. Và chính vì thế gian á, mới có cái sự tranh cãi đối với Như Lai thôi. Tức là Đức Phật ở đời Ngài không có vốn, không có cái sự coi như là có ý gì để mà đụng chạm hơn thua ở đời. Mà chẳng qua là vì ở đời có ý muốn coi như là hơn thua đối với Đức Phật mà thôi. Và điển hình là quý vị thấy không, lúc còn sống á, thì hạch hẹ kiếm cớ soi mói rồi gây khó dễ đủ mọi hình thức, cho đến khi mà viên tịch niết bàn coi như là hoàn toàn diệt tận mọi sanh hữu, không có mặt ở ở ở trong bất kỳ cái hình thức sanh hữu nào, mà vẫn còn bị lôi ra để mà hơn thua, để mà hạch hẹ. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên những cái câu này nè là nói lên cái ý nghĩa đó, đó. Tức là cho dù mà có mặt thì cũng không xong, mà đã không có mặt rồi cũng vẫn bị lôi ra nói coi như là cúng như vậy có phước, rồi cúng như thế kia không có phước, đủ thuyết chuyện trên đời. Nên chính vì thế mà cái ý đồ của họ hồi xưa giờ là họ mua luôn muốn dùng những cái lập luận xảo trá lòn lách để tranh giành cái lợi ích về cho chính bản thân cái giáo phái của họ. Cho nên chính vì thế mà những ai mà không có đủ cái trí tuệ để mà nhìn ra được, bị che mờ thì trước sau gì mà gặp những cái tình huống này là chết chắc, là chết chắc thôi, chứ không có thể nào mà sống nổi đối với những cái luận thuyết này. Rồi, đó là điều thứ nhất. Xin nhắc lại, nghiệp lực nó không có vì sự tồn tại của Đức Phật hay không tồn tại mà nó không có vận hành. Đây là điểm đầu tiên. Cho nên chuyện mà lấy cái địa y cứ là do Ngài không ưng thuận hay là Ngài có ưng thuận, thì cái đó nó mới là có quả báo của thiện, của ác. Thì chuyện này nó không có căn cứ. Rồi, cái điều thứ hai đó chính là trong một cái thiện sự công đức đó, quý vị, nó có một số những cái thiện pháp nó cần phải có sự tương tác giữa người cho và người nhận. Chẳng hạn như là bố thí, cung kính, phục vụ, vân vân. Nó có một số những cái loại thiện nghiệp nó đòi hỏi phải có đối tượng. Cho nên chính vì thế mà khi nói đến những cái loại thiện nghiệp như vậy, thật ra nó vẫn nằm trong thiện nghiệp dục giới thôi. Nó vẫn nằm trong thiện nghiệp dục giới. Nhưng nó đòi hỏi cái sự cho quả và thành tựu của nó dựa trên hai cái điểm trọng yếu, đó chính là tâm lực và đối tượng. Đó là nói theo vắn tắt. Nếu mà nói theo đầy đủ là nói đến 3 hoặc là 4 cũng được. Nhưng mà nói vắn tắt cho dễ hiểu, đó là tâm lực và đối tượng họ nhận. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này, thưa quý vị, chúng ta phải nên hiểu rằng cái tâm lực mà của mình làm thiện á, nó càng tụ hội nhiều những cái phẩm chất, những cái yếu tố tốt đẹp nhiều bao nhiêu thì cái thiện pháp nó sẽ càng mạnh. Chẳng hạn như cái thiện nghiệp mà có trí tuệ thì nó khác. Thiện nghiệp mà khởi lên một cách mau chóng, không có muội lượt, không có chần chừ, tức là vô trợ đó, thì nó khác. Thiện nghiệp nó có cái sự hân hoan, có niềm tin, có hỷ thọ phát sanh thì nó khác, rồi rồi đối tượng cũng vậy nữa. Đối tượng nào á mà càng trong sạch, càng có những cái hội tụ nhiều những cái pháp thù thắng, nhất là sự toàn hảo về về thân khẩu ý,
không có chứa được một chút gì đó bệnh nhơ của cấu uế phiền não, thì cái đối tượng đó được xem như là thù thắng. Thù thắng. Cho nên hội đủ hai cái yếu tố về tâm và đối tượng như vậy thì nó sẽ có được cái kết quả rất là lợi ích, rất là có quả báo. Thậm chí như thế này nè, thậm chí là đừng nói chi đến cái đối tượng có ân đức, có nhiều những cái phẩm hạnh về giới định tuệ, mà cho dù cái chúng sanh đó là chúng sanh ác giới, chúng sanh ác giới, hoặc là chúng sanh hạ đẳng như là loài loài thú, loài trâu, loài bò, những loài loài ngạ quỷ vân vân, mà khi á mình có những cái hành động mà chia sẻ và thiện cảm đến những đối tượng đó thì vẫn có lợi ích có quả báo, chứ đừng nói chi đến những đối tượng mà có ân đức to lớn. Nên chính vì vậy mà cái lập luận của ngoại đạo á, đưa ra là đối với những người á, mà còn cái sự ân thuận, còn cái sự thân ân thuận còn có mặt ở đời, còn tham ái là vô ích, là không có quả báo, cái đó là sai. Bởi vì cho dù mình cho đến loài thú, nó không có nhiều những cái thượng pháp, nó toàn là đa số là sống ô nhiễm không à, nhưng mà nó vẫn có quả báo ở một cái mức độ, một cái chừng mực nào đó, chứ hoàn toàn là không phải là vô bổ. Cho nên nói gì đến những trường hợp mà đối tượng đó là những đối tượng có những ân đức to lớn, cái người mà càng xa lìa tham ái càng thanh tịnh bao nhiêu, càng vắng lặng bao nhiêu, không có nhiều những sự đòi hỏi thích thú dính mắc bao nhiêu, thì cái việc mình cúng dường hoặc là mình kính lễ đến vị ấy nó càng có phước báo nhiều bấy nhiêu. Chứ còn nếu như mà theo như cái thuyết của ngoại đạo, họ cho rằng là cái người á, chẳng khác nào họ cho rằng là cúng dường đến cái người mà không còn cái sự ham muốn, rồi không còn có cái sự như là cần hay không cần, ưng thuận hay không ưng thuận, là không có quả báo. Vậy phải chăng là cúng dường đến những người mà tham nhiều nè, có nhiều những nhu cầu nè, dục vọng coi như là tràn lan nè, cái gì cũng muốn hết, thì cái đó nó mới có phước hay hay sao? Như vậy nó thành ra nó nghe nó sao sao, giống như nói chuyện với con nít quá. Nó chẳng khác nào cũng giống như là một người không biết phải trái. Khi mà mình tán thán là mình tán thán đến những người tốt. Chứ còn cái chuyện mà những người mà họ làm ác, làm xấu, rồi xong rồi mình hùa theo, mình cho cái đó mới là xứng đáng, đó mới là tốt, thì cái chuyện này nó giống như nói chuyện với con nít quá. Nên chính vì thế quý vị thấy không, có những cái trường hợp đó mà nếu như chúng ta không có suy xét kỹ, thấy kỹ, vô tình rơi vào cái bẫy của họ. Nó cũng giống như là bây giờ nói một chuyện rất là đơn giản thôi, cái việc gửi tiền ở ngân hàng, việc gửi tiền ngân hàng. Đối với một số những cái ngân hàng mà người ta có uy tín, người ta không cần rêu rao, người ta không cần rêu rao hoặc là ưng thuận hay không ưng thuận, ai cảm thấy thì thích, tin tưởng thì gửi. Bởi vì tại sao, thưa quý vị, vàng thiệt thì đâu có sợ lửa. Còn những cái thứ mà đưa ra cái phần trăm cho cao vô nè, rồi xong rồi bắt đầu là hứa hẹn đủ thứ, thì mình phải coi chừng. Mình phải coi chừng. Nó cũng giống như là thường á, người ta hay nó có cái một số những cái trường hợp như thế này. Quý vị biết gần đây sư có gặp một sướng nghe kể đến những người, người ta có bị cái chuyện như sau. Tức là ở Việt Nam á, đôi lúc có những người người ta cho vay á, thưa quý vị, với cái lãi suất nó cực kỳ khủng khiếp, nó cao quá. Chẳng hạn như cho người ta mượn có 1 triệu đồng thôi, nhưng mà tới tháng sau phải trả tới 1,6 triệu, 1,7 triệu, hoặc thậm chí là trả phải gấp đôi. Cái số mà tiền trả đó, số tiền trả nó có thể nó xấp xỉ với cái số tiền mà người ta vay, nhưng mà tại sao vẫn có người người ta mượn?
Thì khi có một vài những người người ta cho vay với cái hình thức đó, nhưng mà cái kết quả đến lúc nào đó tự nhiên họ họ bị quỵt nợ, không ai trả hết. Thì cái trường hợp đó khi được biết thì sư có suy nghĩ như thế này, cũng nói chuyện với chư tăng thôi, ngồi trên bàn ăn, đôi khi có một vài những người người ta gặp những chuyện đó thì nói chuyện, thì sư mới nói một câu như sau. Sư nói thật ra đó, cái người mà người ta mượn á, mà có ý người ta trả đó, thì người ta sẽ không bao giờ, người ta ngu gì người ta vay mượn đến một cái con số quá khủng khiếp như vậy. Có nghĩa là cái số lời nó quá khủng khiếp. Cái trường hợp này nó chỉ dành cho cái người mà có mượn mà không muốn trả thôi. Có mượn mà không muốn trả thôi. Hoặc là cái kiểu mà giống như là đang túng quẫn quá rồi, nghĩ nghĩ càng nghĩ quấy, thưa quý vị, coi như là làm đại liều mình đó. Cho nên cái tỷ lệ phần trăm mà họ họ trả lại, họ trả lại nó sẽ không có cao đâu. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng có một số, kể cả trong cái đời sống của mình, khi mà mình biết cái nơi nào đó mà chúng ta gửi gắm nó an toàn, nó không có những cái nguy cơ thâm thủng hoặc là tham ô hoặc là hối lộ hoặc là như thế này như thế kia, thì lúc bây giờ cái sự nguy hại đến tài sản của mình nó mới không có xảy ra. Thì tương tự như thế cũng vậy nữa. Sở dĩ mà chúng ta thấy những cái trường hợp mà tại sao mà có những cái người mà mình giao cho họ công việc, mình giao cho họ tài sản mà mình rất là yên tâm và chắc chắn rằng cái tài sản đó nó sẽ không có bị thất thoát. Bởi vì mình thừa biết họ là người không có tham lam, họ là người làm ăn rất là đàng hoàng, có đầy đủ những đức tính tốt mà mình có thể trông cậy được. Như vậy, cái việc hợp tác để mà giao cho họ những cái tài sản đầu tư vào đó, nó mới có kết quả to lớn, kết quả vững chắc. Chứ còn cái chỗ mà đâu mà mình nghi nghi ngờ ngờ là ồ thôi, toàn là tham nhũng rồi, thâm thục của riêng rồi, làm ăn vô trách nhiệm vân vân, đi gửi vô đi rồi sẽ biết, gửi vô đi rồi sẽ biết điều đó như thế nào. Thì đối với cái việc hướng thượng đến những cái đối tượng cũng như vậy nữa. Đối tượng nào mà càng không có tham ái, không có dục vọng, không có sự ham muốn, cái đối tượng đó nó mới ngon lành, thưa quý vị, nó mới ngon lành. Còn những đối tượng mà có nhiều sự, cái gì cũng muốn, cái gì cũng ưng thuận, cái gì cũng gật đầu, cái gì cũng thích hết á, thì cái đối tượng đó nó không bằng, nó không sánh bằng. Sư nhắc lại một chút về cái câu chuyện của tín nữ Visakha. Khi tín nữ Visakha có một lần cung thỉnh Đức Thế Tôn về tám cái sự chấp thuận, tám cái sự ưng thuận, đồng ý. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới trả lời lại một cái câu là các đấng Như Lai đã vượt qua khỏi một cái, đã vượt qua khỏi những cái sự ưng thuận, tức là không có còn bận tâm gì đến cái vấn đề gọi là thỏa thích, đồng ý hay chấp thuận cần thiết bất cứ một cái thứ gì, không có bị chướng ngại. Thì sau đó bà mới nói một cái câu là dạ không, cái sự yêu cầu này là hợp lý, là đúng đắn, là chân chánh. Sau đó Đức Phật ngài mới chấp thuận, lắng nghe coi bà liệt kê lý do tại sao bà lại thực hiện cái sự cúng dường. Thì ở đây cũng vậy, đúng quý vị, cho dù Đức Thế Tôn lúc mà ngài chưa có viên tịch Niết Bàn, mọi cái sự cung kính cúng dường đến ngài, ngài cũng không có vì đó mà thỏa thích, ngài cũng không có vì đó mà đồng thuận với cái ý nghĩa là tâm dính mắc, lấy nghĩa là tâm dính mắc. Cho nên chính vì thế mà sự cúng dường, cho dù lúc ngài còn tại thế, thì cũng không hề có sự ưng thuận, chứ nói gì đến viên tịch Niết Bàn. Viên tịch Niết Bàn thì năm uẩn không có còn hiện hữu nữa, thì không có tâm sanh,
không có tâm sanh thì dĩ nhiên nó đâu có cần gì chúng ta phải bàn đến cái chuyện ưng thuận hay không ưng thuận. Tuy nhiên theo cái nguyên tắc của nghiệp báo thì hễ là mình làm đầy đủ những cái yếu tố để cho cái pháp đó nó thành tựu thì nó vẫn có kết quả của nó, cho dù đối tượng đó có sự đồng ý hay không đồng ý. Chẳng hạn như mình cúng dường đến Đức Xá Lợi, Đức Xá Lợi, đến chùa chiền, những cái nơi tháp thì vốn không có cần thiết phải có sự đồng ý hay không đồng ý, nhưng nó vẫn hình thành cái thiện nghiệp, chứ không phải là không. Hơn nữa có một chuyện này nữa mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tức là hồi nãy sư nói là có những cái thiện nghiệp nó cần phải có sự tương tác giữa đối tượng và người thọ. Tuy nhiên không hẳn lúc nào cũng như vậy. Vì rằng có những trường hợp những thiện pháp nó được hình thành chủ yếu do những cái phẩm chất vượt trội của tâm lý, chứ nó không lệ thuộc nhiều vào đối tượng là có đồng ý hay không đồng ý. Bằng chứng là việc tu tập các đề mục tá xí ná, các đề mục tá xí ná để tu tập chứng đắc thiện, thiện sắc giới và vô sắc. Thì những cái đối tượng đó, thưa quý vị, nó vốn chỉ là những cái đối tượng thuộc về sắc pháp thôi. Mà sắc pháp thì nó làm gì có chuyện mà ưng thuận hay là không ưng thuận, đúng không? Nhưng mà thông qua cái việc đó, thông qua việc lấy đó làm cảnh, cho dù nó không có sự ưng thuận gì hết, nhưng mà mình khéo tu tập làm sao để cho những cái phẩm chất của tâm nó được nâng cao, nó được thanh lọc, xa lìa các pháp thiền cái, thì lúc bây giờ chính những pháp đó cũng xem như những thiện nghiệp cho quả rất là thù thắng. Nó đâu có cần phải đề mục đó, đề mục đất nước lửa gió phải chấp thuận hay không chấp thuận đó, nó không có cần phải phải lệ thuộc với chuyện đó. Và thậm chí trong cái trường hợp tu tập để hướng đến sự chứng đắc các quả vị siêu thế cũng vậy nữa. Cái đối tượng nó không có cần thiết phải là chấp thuận hay không chấp thuận, bởi vì đối tượng đó là đối tượng danh sách, đối tượng đó là tam tướng, nó vốn nó chỉ là những cái đối tượng nó thuộc về những thực tính pháp thôi, nó không có mang cái yếu tố gọi là đồng ý hay không đồng ý, cứ quan sát hơi thở đi ra đi vô, nhưng mà nó vẫn có kết quả to lớn. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cái loại thiện pháp này, cái thành phần mấu chốt của nó nằm ở chỗ là cái phẩm chất của tâm, cái mặt tâm lý, cái mặt tâm lực. Khi nó đã được đạt đến một cái mức độ tinh lương, thanh tịnh, nhẹ nhàng, không có uế, lúc bây giờ nó có vẫn cho kết quả to lớn, vẫn cho kết quả to lớn. Cho nên đây là điều điều mà chúng ta cần phải nhớ là như vậy đó. Rồi, còn một cái việc cuối cùng nữa, chuyện thứ ba. Thông qua những cái cách trả lời của ngài Nagasena, thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được một cái điều là không những ngài đưa ra những ví dụ về ngọn lửa, về cơn gió, về âm thanh, về mầm cây, đối với cái lĩnh vực của thiện pháp. Sau đó ngài còn cho đức vua thấy luôn về cái mặt thứ hai nữa, đó chính là bất thiện pháp, qua cái hình ảnh là những loài giun sáng, hoặc là bệnh tật, hoặc là sự cho quả bất thiện của dạ xoa, nành đá cá và những cái đối tượng ở trong kinh đề cập đến là bị đứt rút khi mà phải có sự xúc phạm đến các vị vô lậu. Thì những bậc vô lậu đó vốn không hề có cái tâm lý là đồng ý với cái việc bị đứt rút, hoặc là ưng thuận thỏa thích, giống như là phàm phu của mình đó, thường hay ăn miếng trả miếng. Chẳng hạn như là người ta làm xấu với mình, người ta làm xấu với mình
tuy mình không có trả đũa lại người ta, nhưng mà đến khi mà người ta người ta bị một cái người mà hại mình á, mà bị một cái bất trắc gì xảy ra đó, thì lúc bây giờ mình sẽ hay có một cái câu là đáng đời mày chưa đáng đời chưa chẳng hạn, hoặc là ở trong tâm á, cũng có nghĩ nghĩ là cho mày chết cho mày chưa. Thì cái trường hợp như vậy á, thưa quý vị, thật ra nó cũng là một cái phiền não đó, phiền não đó chứ không phải là tốt lành gì đâu. Cho nên cái đó nó cũng đồng nghĩa với mình là mình rất là thỏa thích hân hoan ưng thuận với cái sự đau khổ của chúng sanh khác, mà khi mà chúng sanh khác tạo nghiệp à, bị cái quả của nó à, cái đó là trường hợp của phàm phu của mình, đôi khi mình bị như vậy. Nhưng mà ở trường hợp của các vị thánh đó, đúng không, em vị thánh học họ không có suy nghĩ như vậy đâu, họ không bao giờ có cái ý là suy nghĩ cái sự coi như là trả đáp đối với những người khác à, dù người đó là người làm hại đến chính bản thân mình. Còn mình phàm phu mình khác à, tuy nhiên mình không có nhất thiết mình phải làm ác không thôi đâu. Chẳng hạn như giờ hai vợ chồng cãi nhau quá rồi, xong rồi à, người chồng mới mới chán làm sao đó, mới chỉ nhìn thấy những cái điểm xấu lặt vặt của người ở mình thôi, xong mới đi ra ngoài mới quen biết cái người khác. Nhưng mà đâu có ngờ là khi quen biết một cái người khác đó, thì cái người 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 thứ hai đó nó còn tệ hơn người vợ của mình thì lúc bây giờ khi người vợ chồng bị đau khổ bởi cái sự lầm lạc của mình, thì cái bà vợ trước của mình, bà vợ trước nhiều khi không có đủ cái lòng bao dung á, mới khi người chồng quay trở về nghĩ cái câu là đáng đời ông chưa chẳng hạn đó, đó đó thì cái đó nó cũng là một cái sự phiền não như vậy. Tuy mình không có làm gì hại người ta, nhưng mà cái tâm lý đó nó cũng không có chuẩn lắm à, nó cũng không tốt lắm. Cho nên ở đây trong cái trường hợp này, ngài Nagasena ngài không chỉ cho Đức Vua thấy qua những cái ví dụ đối với thiện pháp không thôi, mà ngài cho luôn thấy luôn cả về lĩnh vực bất thiện pháp. Và điều này mang cái ý nghĩa gì? Điều này ngài nói cho Đức Vua biết là cho dù người khác có ưng thuận hay không ưng thuận, hoặc là sự có mặt của các đấng tối thắng như là bậc chánh đẳng chánh giác hay không, hoặc là những bậc đại thiên văn đệ tử, những bậc thánh hay không, thì tất cả những cái sở hành của chúng sanh nó vẫn được hình thành ở trên hai phương diện thiện và ác, chứ không có, đây là một cái quy luật của nó, chứ không có vì mình lấy cái cớ à, vì mình lấy cái cớ là các vị đã thanh tịnh phiền não rồi thì không có cái sự nhu cầu, không có ham muốn, không có cần, không có thích, không có giận hờn à, hoặc là không có mong muốn cái này cái kia nữa, cho nên cúng đến mấy vị đó nó giống như là dư thừa, nó không có lợi ích, không có quả báo. Không phải vì lý do đó mà thiện ác nó không được hình thành, mà thậm chí chính vì bởi cái nguyên nhân có những cái con người như vậy á, có những con người như vậy á, cho nên những cái thiện và ác của mình cần phải lưu tâm nhiều hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái đối tượng đó đó, nếu như mà mình khéo á, thì mình sẽ lấy đó làm cảnh, làm đối tượng để mà mình trau dồi cái thiện nghiệp về tâm lực của chính bản thân mình. Điều đó nó có lợi cho mình. Và ngược lại, nếu như mà mình không khéo á, thì chính những cái đối tượng đó, chính những đối tượng đó nó sẽ là những cái cảnh, những cái hình ảnh để cho những cái tâm bất thiện của mình nó được hình thành, nó được hình thành. Quý vị có biết không? Thật ra khi nói về cái lĩnh vực nhân quả nghiệp báo, những cái phương pháp mà tu tập rất là thiết thực đối với việc xa lìa những điều ác và huân tập những việc thiện ngay trong hiện tại. Thực ra đối với chúng sanh đó, nghe những cái chuyện này không phải không có nhiều người tin tưởng lắm đâu. Bởi vì theo cái kinh nghiệm của sư đó, khi mà sư đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia, sư có một cái điều như thế này.
Mình giải thích muốn chết luôn. Mình giải thích muốn chết, muốn rã họng. Thì để nói về những pháp tu tập thiết thực hiện tại về giới định tuệ và bất thiện. Người ta nghe giống như là nó không có chút gì đó mà nó bắt sống. Nhưng mà khi chuyển qua một số những cái đề tài, chẳng hạn như là chúng sanh quất mày quất mặt, rồi chư thiên, rồi này kia, rồi xong rồi tử vi, rồi này nọ, trời ơi, lúc bây giờ hình như là mắt chớp liên hồi, mắt chớp dữ lắm, rất là thích, không biết tại sao ngộ kỳ vậy đó. Rất thích những cái món đó, mà những cái món này hình như khó nhai sao đó. Cho nên họ không có quan tâm nhiều, họ không quan tâm nhiều. Chính vì thế mà đối với cái việc đầu tiên mà cũng xem như là cái yếu tố niềm tin căn bản nhất cần phải có để cho một chúng sanh á có được cái cơ may mà đi lên á được nhiều á, đó chính là cái niềm tin được thiết lập trên nhân quả nghiệp báo. Cái này nó rất quan trọng nha thưa quý vị. Một khi mà mình đã không có cái loại lòng tin đối với pháp này rồi á, thì cái cơ may mà mình rồi như vậy nếu như không có vấn đề gì hết thì không biết là nên vui hay nên buồn đây. Bởi vì sự im lặng nó có hai. Một là các vị đã giải tỏa được, không có khúc mắc gì, cái đó là điều tốt. Còn cái điều thứ hai là nhiều khi mình không biết gì hết thì đã hỏi. Cái chuyện đó là chuyện buồn. Không biết nằm trong cái trường hợp nào đây. Rồi thôi bây giờ thì sư xin chấm dứt cái buổi học ở đây với cái lời phúc chúc phước báu. Tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu. Sa thụ lành thai. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Huy Niệm, sư Huyên Thông, sư Thanh Tâm đã đến với đạo tràng sinh hoạt và giảng dạy cho chúng con ngày bài học ngày hôm nay. Và con kính cảm ơn quý cô chú và đã đến với đạo tràng. Và ngày mai vào lúc 8 giờ rưỡi tối giờ Hoa Thịnh Đốn thì là giờ của chú Kinh sẽ giảng về vi diệu pháp. Và con kính mời quý cô chú đến với đạo tràng vào ngày mai. Và kính cảm ơn quý sư và quý cô chú Phật tử đã tham gia đạo tràng. Và sau đây con kính chúc đạo tràng có một ngày an lành, một đêm an lành. Và con xin xuống bích ạ. Và con kính chúc mọi người có một ngày an vui. Dạ. Sa phú, sa thú.